Xin chào mọi người đã đến với bữa cơm Việt xứ Mỹ của mình và anh Rob. You say xin chào to my friend. Xin chào. Anh Rob nói xin chào với mọi người rồi đấy. Thì hôm nay mình có món thịt bò kho này mọi người, rồi mình có món cà tím này, cà tím mình xào với tôm và cơm. Thì hôm nay mình có món trứng đổ chả này, mình đổ lại gà tây ấy, mà gà tây xông khói này. Đấy, bây giờ mình với anh Rob ăn cái đã, mời cả nhà ăn cơm nhé, mời mọi người ăn cơm nhé, để anh ngồi anh đợi. Do you know to say mời các bạn ăn cơm? No. Why not? Mời các bạn. Mời các bạn. Look in there. No, I'm embarrassed. Let's okay. eat. Okay, mình ăn nha mọi người. Anh thấy ngại lắm. Ngon nó à. Anh ấy bảo là anh đang not happy mọi người. Ngon hả? Chill. Thì hôm bữa trước mình có đem cái video mà cơm về xứ Mỹ đó mọi người, mà cơm chiên trứng đó thấy có rất là nhiều người, mọi người ủng hộ cho mình rất là nhiều, cho nên hôm nay mình quyết định làm cái thêm một cái video về cái bữa cơm về xứ Mỹ nữa. Thì mọi người biết từ đâu mà mình quyết định làm về cơm về xứ Mỹ không? Hôm bữa mà mình coi video của chị Bích Xuân Trương đó. Mọi người có coi video của chị Bích Xuân Trương không? Thấy vợ chồng của chị ăn cơm Việt xứ Mỹ rất là ngon, cho nên mình và nhìn rất là hạnh phúc, cho nên mình mới quyết định là mình cũng làm cơm Việt xứ Mỹ để chia sẻ với mọi người cùng xem. Ở đây mình có món trứng nè mọi người. Thì mình mua gà tây ấy, nhưng mà gà tây nó làm cái kiểu xông khói rồi, xong mình két ra, xong cái mình két ra, xong cái mình chiên trước, xong cái mình đổ trứng vào xeo. Okay, what are you doing? Good for you. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Welcome. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thế mà anh nói cái gì thank you mình đều nói bye bye. 5 đồng á mọi người ơi. Cái gì cũng vui ra tiền hết á. Bye bye. Bye bye. Ai rất là thích ăn món trứng đổ chả. Thôi cho tôi feel. Good. You don't like? I feel like a little bit salty. Good. Thấy good. Ok. Mình hỏi anh ấy là có ngon không? Anh ấy bảo ngon nhưng mà mình cảm thấy nó mặn. Cảm thấy nó mặn một tí mà anh bảo là ngon. Lúc nào anh cũng kêu ngon á. Con nó dở cũng kêu ngon. Chưa dám nói dở thì bữa sau phải nấu cho em luôn. Crazy. Why do you think I am crazy? Because it's crazy. Nobody wants to watch us eat dinner. Yeah. No way. Anh bảo là không ai muốn nhìn thấy mình với lại ảnh ăn tối đó. Nhưng mà hôm bữa mình có làm video rồi, mọi người xem rất là nhiều mà, đúng không? Do you know video we made last time have lots of people watch? I know. Yeah. We told me. And they like people. After they watch my video, they don't like me, they like only you, I don't know why. Of course. What? Why? Of course. Yeah, sure, they want to see American boy. I don't think so. Mày bảo anh là hôm bữa mọi người coi video của mình mà không có thích mình trong video, toàn là thích ảnh không à. Anh bảo là chắc chắn rồi, tại vì mọi người là muốn thấy, muốn xem American boy, chẳng kể. For sure. Chàng trai Mỹ đó. Mọi người muốn coi người Mỹ nhiều hơn người Việt. Đó bây giờ anh bảo là for sure đó. Người nào là chắc chắn á. You crazy. So on this video people will watch in me, not you. Probably. Đó mình bảo ảnh là trong cái video này mọi người là xem mình. Mọi người nhớ xem mình nhiều hơn xem ảnh nhá. How the beat. Good. The beef is good. Em vừa biết không, đây là món bò kho của mình làm tối nay nè. Thì hôm bữa mình đi chợ châu Á, cái mình thấy người ta bán cái bị mà để, cái đồ gia vị mà để kho bò kho đó, cái mình mua một bị mà mình bỏ, mình cắt lâu quá mình quên mất,
Cái bữa nay mình mới thấy mình thật nhớ mình lấy làm món bò kho. I should have turned off the TV. Sorry, Hope. It's okay. We can listen to the news. Listen to the news. Còn cái đây là cà tím đó mọi người biết cà tím cái này mua như một quả không? Mình mua một quả mình cái ly này nè, 3 đồng, nó mát thôi rồi mà em nó dở lắm, nó không giống cà tím bên Việt Nam mình tí nào. Em nó rất là bở. Yes, I have a little bit more. Người thấy không, hôm nào mình và anh cũng uống rượu hết trơn á. What happened? Nothing. Mọi người thấy cái giữa cơm của anh có cơm trắng không? Anh không có thích ăn cơm trắng cho lắm, nhưng mà anh rất là thích ăn cơm chiên. Hôm bữa trước đó mình làm món cơm chiên mà anh ăn rất là nhanh và ăn rất là nhiều, nhưng mà cơm trắng hôm nay mình múc cho anh có một muỗng thôi mà anh bảo thôi bao nhiêu là đủ rồi. You will finish all rice soon? Maybe. Why maybe? Too much. You have to. Too much food. Oh my god. Oh my god. Thôi ăn hết cái suất cơm tối nay hồi anh bảo là có lẽ thì có lẽ sẽ. Husband's trying to make me fat. No. For sure. Sao vậy đó? That's true. Anh bảo là mình đang cho anh ăn nhiều quá, anh mập. Mm-hmm. Mọi người thấy anh có mập không? Không we mập eat the không? Same. He looks like this, and I look like that. Anh bảo là mình ăn giống nhau nhưng mà mình very nhỏ. Mình rất là nhỏ nhưng mà anh rất là bự. Mọi người thấy anh có bự không? See, my friend told me you look very skinny. Oh, who's that friend? My friend. Yeah, that's camera in my friend. No, okay, I'm not happy about that. No more talking. No, but after that, I was on YouTube. We have a lot of friends watched, and they also seem like they're not. Mình bảo anh là mọi người nói anh không có mập, anh rất là vui. Sau anh hỏi là ai là bạn của mình? Mình bảo là cái máy quay này là bạn của mình. Xong anh không chết luôn. Why you smiling? Why are you laughing? Yeah. I need Google Translate. Anh bảo anh cần dùng Google dịch để hiểu những gì mình nói với mọi người. Where's my phone? Mình nói cứ khó nghe thôi mọi người, tại vì khi mà mình vừa nói vừa cười là nó rất là khó nghe. Nhiều lúc mà mình ở Việt Nam á, mình nói với bạn của mình á, mà mình vừa nói vừa cười, mình cười vừa á, tụi nó cũng không hiểu gì đó. Tụi nó bảo là mày phải dừng cười trước khi mà mày nói. Nhưng mà cái tính của mình nó vậy rồi, khi mà mình sinh ra thì mình cười nhiều quá rồi sao. Bây giờ lớn lên đụng vừa nói mà vừa cười lúc nào cũng vậy á. Mà khi đó thì cái người nghe họ rất là khó nghe. Có nhiều lúc bạn mình nó bảo mình bị khùng à. Mà đúng là mình cũng đâu có bình thường đâu, tức là cũng hơi chậm. You're so crazy. I'm not talking about you. You should be. No. I'm talking about myself. Do you know when I live in Vietnam? When I talk with my friends, sometimes I talk and I laugh together so they don't understand me. They didn't understand me and they told me. Because you. Oh, I understand. They thought I'm a crazy person. Mình kể là bảo là bạn mình bảo mình là bị điên, anh đồng ý kìa, mọi người thấy không? Đáng là phải bên mình đó. You had to say they are crazy. No. No. No touching when we made a video for our friend. Oh, sorry. Mình bảo anh là đừng có đụng chạm khi mà quay mấy chụp hình. Khi mà quay clip để chia sẻ với các bạn, cái anh bảo là xin lỗi. Mọi người biết không, thì bên này tình cảm thì người ta
tình cảm gia đình thì người ta thổ lộ rất là một cách rất là tự nhiên, dù là gay hay là người bình thường, các cặp bình thường cũng vậy đó, họ không có ngần ngại giống như bên Việt Nam mình đâu. Quá thường mà của not wrong. It's okay. Okay. Ooh, just the wine. Oh my goodness. Okay, you have to finish this. No way. I have this, you have the other. So can you have a little bit beer? No. Because I see you like this. No. I have a lot. Husband, why do you have so much food? Because you talk too much. That's why. No, I'm eating, you see? Uh-huh. I see. Mình bảo anh làm em một ít thịt bò của mình đây, tại là nhiều quá mình ăn không hết. Anh bảo là mình nói nhiều quá mình không chịu ăn. Nhưng mà mình bảo là mình vừa ăn mà đâu có vừa ăn vừa nói chứ đâu phải là nói trong đó. Nhưng mà trước sau gì mình cũng ăn hết cái đĩa này thôi. Mình nói mình ăn chậm thôi rồi chứ mình không có bỏ bứa là cái gì hết đó mọi người. Còn hôm nào ăn không hết á thì mình để dành cho ngày hôm sau. Các bạn, can you have a little bit more this? No. Mọi người thấy không? Mình cho. This is what happens every night. Every night. Every night. Oh, can you have a little bit more? Oh, can you have a little bit more? Every night. Yes, every night. Every night. Mọi người thấy anh vui tính không? Thì thật ra hai anh bảo là chuyện nó xảy ra mỗi buổi tối hôm nào mình cũng cho anh ăn rồi. Nhưng mà mọi người có biết không, thì hai người thì mình mới nấu vậy thôi, chứ một mình lười lắm, một mình kiếm cái gì mình ăn là cho xong rồi. Chứ bao nhiêu buổi trưa đó mình đâu có nấu gì đâu. Có hôm thì mình luộc trứng mình ăn, có hôm thì mình nấu bún, mình nấu nước sôi thì mình trộn cục bún mình ăn vậy thôi. Mình lười nấu như thế này lắm. Chỉ nấu có một bữa vào buổi tối thôi. Cà này em nó không có ngon như cà Việt Nam mọi người ạ. Tại vì nó rất là bở. Mình ăn mà cảm giác nó không có cái vị gì luôn. Nó không ngọt hay không đắng hay không gì luôn á. À, mình xào cái này với tôm này mọi người thấy không? Thường này cuối tuần mình nấu nó hơi bị nhiều một tí, là vì khi mà giữa đầu tuần á mình ăn cái xong mình nấu mình còn dư mỗi thứ mỗi ít, tới cái cuối tuần mình nhìn lại xong mình thấy ví dụ dư mấy con tôm, xong dư một ít thịt bò, xong dư một ít này kia, xong cái mình nghĩ ra mình nấu mấy cái món lộn xộn như thế này. We have a lot of food. You, not me. You want to sell? No. Why not? No, I've had enough. No more. Okay. You can have for breakfast. Right? Yep. Anh bảo là mình còn nhiều đồ ăn quá. Thôi bây giờ mình ăn cái đó mọi người ơi. Để tí nữa anh ăn xong anh ngồi anh chờ mình nữa. Thì đây là cái bữa cơm được xuống Mỹ thứ hai mà mình chia sẻ với mọi người nhé. Mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình nhé. Và nếu mà mọi người ủng hộ thì hôm sau mình và anh Rob sẽ làm thêm là cơm Việt xuống Mỹ tập 3 nhé mọi người. Thì giờ mình xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Bye bye tất cả mọi người. Hết bình. Can you say goodbye to my friend in Vietnamese? Ok, giờ say bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Yes, bye bye các bạn. Bye bye. Where are you các bạn? I already said. No, can you say again? Bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Oh, xin chào mọi người nha. Anh nói tiếng Việt để chào mọi người rồi đấy. Rất là khó khăn đúng không? Bye bye mọi người nha.